여러분, 지금 아침 되세요. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu trạng từ hàng sáng, trà chu, cá cơm. Trước tiên, tôi mời các bạn chúng ta hãy đi vào tìm hiểu hàng sáng, trà chu, cá cơm có ý nghĩa như thế nào nhé. Hàng sáng, trà chu, cá cơm, cơ uy, trơn hia có ý nghĩa là luôn luôn, thường xuyên, đôi khi, gần như, hoặc là và không bao giờ là những trạng từ chỉ gì ạ? Chỉ tần số thưa các bạn. Và hàng sang trà chu cá cơm cơ uy chi ăn thả chân hia chi ăn thả có ý nghĩa là hàng sang luôn luôn trà chu thường xuyên cá cơm đôi khi cơ uy chi ăn thả hầu như không bao giờ và chân hia chi ăn thả tuyệt đối không bao giờ là những trạng từ thể hiện theo tần số cao thưa các bạn. Vậy hàng sáng có ý nghĩa là gì? Vâng, thưa các bạn, hàng sáng là lúc nào cũng không biến đổi. Đúng ạ. Và cá cơm là gì? Cá cơm là thỉnh thoảng một vài lần gì đấy, đúng ạ. Chúng ta sẽ đi vào những ví dụ sau. 저는 토요일에 항상 커피를 마십니다. Tôi luôn luôn uống cà phê vào gì ạ? Vào thứ bảy đúng không ạ? Luôn luôn là ngày nào cũng uống đúng không ạ? Hàng sáng là luôn luôn đúng không ạ? Chúng ta có ví dụ tiếp theo. 저는 자주 커피를 마십니다. Vâng, 자주 là gì ạ? Tôi thường xuyên uống cà phê. Và tôi thường xuyên uống cà phê thì đây là gì ạ? Một tuần tôi có thể uống một đến hai lần đúng không ạ? Trà chu đúng không ạ? Thường xuyên đúng không ạ? 저는 가끔 커피를 마십니다. 가끔 커피를 마십니다. Có nghĩa là tôi thỉnh thoảng mới uống cà phê đúng không ạ? Thỉnh thoảng thì là nó có ý nghĩa như thế nào ạ? Thỉnh thoảng thì trong một tháng tôi chỉ uống một đến hai lần thưa các bạn. 저는 커피를 거의 마시지 않습니다. đúng ạ. Tôi hầu như không uống cà phê, đúng ạ. 거의 là hầu như, gần như, đúng ạ. Gần như hầu như có nghĩa là gì? Trong một năm tôi chỉ uống một đến hai lần, đúng ạ. Gọi là 거의. 저는 커피를 안 좋아합니다. Là gì? Tôi không thích cà phê, đúng không? Tôi không thích cà phê thì như thế nào? Thì tôi không bao giờ uống, đúng không? Tuyệt đối không bao giờ uống, đúng không? Chúng ta sẽ đi sang phần lưu ý sau đây. Cơ ươi và trơn hia, đúng không? Là hầu như, đúng không? Tuyệt đối, đúng không? Hầu như, tuyệt đối. Không được dùng gì ạ? Không được dùng cho tính tích cực. Tức là về cái mặt tốt ấy, là không được sử dụng để kết hợp với cơ uy đúng không ạ? Chúng ta có ví dụ sau. 저는 도서관에 거의 가요. Teng đúng không ạ? Đã sai rồi đúng không ạ? Không phải là thể hiện đúng. Vì sao? Vì không được sử dụng cho tính tích cực đúng không ạ? Ngày nào tôi cũng đến gì? Đến thư viện. Đấy là một cái gì? Tính tích cực đúng không ạ? Tính tốt đúng không ạ? 저는 운동을 전혀 안 해요. 전혀 해요. 저는 운동을 전혀 해요. Đây cũng là một việc tốt, đúng không ạ? Cho nên cũng là biểu hiện sai. Tuyệt đối tôi không gì không tập thể dục, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thể sử dụng 전혀 và tuyệt đối là tuyệt đối 전혀 và 거의 là hầu như với gì? Với tính tiêu cực hoặc là tính phủ định, thưa các bạn. Chúng ta có ví dụ như là 저는 도서관에 거의 안 가요. 거의 안 가요 là tôi hầu như tôi không đi gì, không đi đến thư viện đúng không ạ? 저는 운동을 전혀 안 해요. Tuyệt đối tôi
không tập thể dục, đúng không ạ? Thì các bạn thấy từ phủ định thì sau cơ ươi thì có gì? Ảnh, đúng không ạ? Từ phủ định. Và sau chơn hia cũng từ phủ định là ảnh, đúng không ạ? Là không, đúng không ạ? Từ chối là không, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ sử dụng gì? Cơ ươi và chơn hia hầu như và tuyệt đối để thực hiện những phần luyện tập sau đây, đúng không? 저는 요즘 은 바빠서 도서관에 항상 자주 거의 전혀 못 가요. Thì các bạn thấy ở trong này, trong câu hàng sang là luôn luôn, 자주 thường xuyên, 거의 hầu như, 전혀 tuyệt đối, thì các bạn chọn cái nào ạ? Vâng, đúng rồi, 거의, 거의, đúng ạ. Gần đây tôi bận cho nên hầu như tôi không thể đến thư viện, đúng không ạ? Các bạn lưu ý một cái ồ, một cái một với là ẩn đều là từ phủ định, gọi là không, đúng không ạ? Có ý nghĩa đều là không, nhưng một, một là gì? Một là không, nhưng mà nói lên là tôi rất muốn làm cái điều đấy. Tôi rất muốn gì? Tôi rất muốn đi thư viện, nhưng mà vì tôi không thể đi được, vì sao? Vì tôi bận, đấy là điều tôi muốn nhưng tôi không thể làm được, đúng là không, không thể, đúng không ạ? Còn ảnh, ảnh là gì? Ảnh cũng là không, nhưng mà được sử dụng khi như thế nào? Không phải là tôi thích làm điều đó, vì tôi không thích làm điều đó cho nên là tôi không làm, đúng không ạ? Ảnh, đúng không ạ? Tôi không thích cho nên là tôi dùng không làm, cho nên là dùng ảnh là không thích, đúng không ạ? Còn mốt cũng là từ phủ định không, nhưng mà đây là điều tôi muốn làm, tôi rất muốn làm điều đấy, rất tha thiết làm điều đấy, nhưng mà vì một cái lý do nào đấy, đúng không ạ? Cho nên tôi đã không thể thực hiện, tôi không thể làm cái đấy. Các bạn nhớ ghi vào cho cô nhé. 이번 달에는 두 번밖에 못 갔어요. Trong tháng này tôi chỉ đến được 2 lần, đúng không ạ? Tôi chỉ đến được 2 lần, đúng không ạ? Và chúng ta có tiếp. 저는 부모님 집에 1년에 한 번 정도 내려가요. Người con này rất là bận bịu, đúng không ạ? Một năm chỉ xuống thăm bố mẹ được một lần, đúng không ạ? Tôi xuống nhà bố mẹ một năm chỉ được một lần, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có tiếp. 바빠서 항상 자주 거의 전혀 못 가요. 바빠서 자주 거의 전혀 못 가요. Thì ở đây trong bốn từ luôn luôn, thường xuyên, hầu như, tuyệt đối thì chúng ta sẽ chọn câu nào ạ? Vâng, hầu như, đúng không ạ? 바빠서 거의 못 가요. Tôi không để đi được, vì sao? Vì tôi quá bận, đúng không ạ? Chúng ta có tiếp. 어제 옆집이 너무 시끄러워서 항상 자주 거의 전혀 못 잤어요. Cái người này rất là muốn ngủ, đúng không ạ? Nhưng vì sao? Nhưng vì cái nhà bên cạnh, dớp chịp, đúng không ạ? Nhà bên cạnh cứ làm ồn ào, nơ mu, đúng không? Làm rất chi là ồn ào, cứ làm ồn ào. Cho nên là người nói không thể ngủ được, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ chọn gì? Luôn luôn, thường xuyên hay là hầu như, tuyệt đối? Chúng ta phải chọn là hầu như, đúng không ạ? Hầu như tôi không ngủ được là chỉ ngủ được một vài tiếng, đúng không ạ? 저는 제식주의자예요. 제식주의자 là gì? Thường là những người hoạt động ở trong chùa, thưa các bạn. Những người đấy, những người sư thì người ta không ăn thịt, đúng không ạ? Gọi là 제식주의자 là những người ăn chay, đúng không ạ? 고기는 항상 자주 거의 먹지 않습니다. Chúng bạn, các bạn thấy như thế nào? Những người đã không ăn chay thì tuyệt đối sẽ không ăn thịt, đúng không ạ? Và câu trả lời của chúng ta sẽ là 저는 제식주의자예요. 고기는 전혀 먹지 않습니다. Thưa các bạn nhớ chưa? Vâng, và bài học của chúng ta hôm nay đến đây cũng đã tạm dừng. Tôi hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và nếu như các bạn có thắc mắc hay là có ý kiến gì, thì các bạn hãy để lại lời nhắn ở ngay video của tôi. Tôi hứa sẽ trả lời
tận tình cho từng bạn. Vâng, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.